Thôi thôi thôi, Đưa xem điện nào thoại xem đây nào. cho mẹ đi lên. Giờ điện thoại đây cho mẹ. Nhanh, đưa đây cho mẹ. Giỏi nhờ. Không học hành không gì cả, cứ suốt ngày điện thoại thế này, nghiện điện thoại rồi chết rồi. Rồi 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 thôi 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 thôi, để bố. Để bố. Đấy. Nào, Bình An ơi. Bình An. Thôi 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 thôi, không xem nữa. Không xem. Nay bố có, nay bố có món quà đây. Đi ra đây. Đi ra đây. Bình An. Đây. Năm nay con mấy tuổi nhỉ? 5 tuổi à? Con học lớp mẹ nào? Trường mầm non nào? Hôm nay nhá, bố giao cho Bình An một đôi bọ ú chuột nang này thật là đẹp nhá. Bố đặt tên nó là Misa và Alaska nhá. Thì hàng ngày bố giao cho Bình An bỏ lúa vào đây và bỏ những cái thức ăn vào đây, và lâu lâu nó ỉa nó đái thì Bình An mang đi là vệ sinh cái này nhá. Đấy, xách đi. Cho đây là của Bình An. Đây Bình An, xách đi xem nào. Xách lên. Đấy. Lần sau là về là phải cho nó ăn cho nó uống, không được xem tivi nữa nhá. Nhá. Rồi ra đây, đi ra đây. Cái nào? Chị này nào? Có dùng điện thoại nữa không? Hả? Đây của Bình Như Ý đâu, đi ra đây. Đi ra đây nha này. Bố giao cho mỗi đứa một một cặp để nuôi nhá. Đây là của Bình An này. Đây của Như Ý. Lấy xuống, nhấc xuống. Để xuống đây. Xem là ông nào đẹp hơn. Đấy, Như Ý có con màu đen là đẹp hơn nhá. Đấy. Ơi, cỏ này thì nhìn nó thích lắm, cỏ này nó thích ăn lắm. Vâng, ở đây em nhiều lắm. Mấy cả có phải phơi khô hay là như nào anh? Ngày cứ mình, ví dụ như mình cứ cắt cắt hôm nay thì mình mai mình cho ăn để cho nó khô cái xương ở trên cỏ đi. Vâng. Gối nhau. Mới lại cho nó ít cắm gà cắm lợn hay là ít lúa hay ít ngô nghiền đấy là được. Em tạm thời cho nó ăn thóc được không? Thóc tốt quá, thì sợ là sợ tốn kém cả, chả cho ăn thóc. Nhà em có thóc mà. À. Nhà em cho ăn thóc vậy. À. Thế thằng cu nó có thích không? Cháu chưa đi học về, vừa em mới nhận được mà. Em thấy màu mè có đúng theo yêu cầu của em không? Em ưng người ạ, màu thì em ưng người ạ. Hàng ngày là phải vệ sinh cái này ra nhá. Nhớ không? Đấy. Nhớ không? Đấy. Con này nó không cắn thì ăn vào bắt đi. Bắt nó đi. Bắt thoải mái, con này nó không cắn đâu, nó không. Bắt đi, đi lên. Bắt đi, bắt hẳn con. Đấy, bắt bắt cầm chắc tay vào. Cầm cổ nó. Bỏ đó. Đấy. Đấy. Cầm đi, hai tay cầm vào. Người này nó không hôi mà nó không cắn đâu. Cầm cổ nó này này. Cầm cổ này. Rồi bỏ ra, bỏ ra. Bỏ đâu rồi. Đấy nhá. Rồi. Sau không được dùng máy tính, không được xem siêu nhân nữa nhá. Không xem siêu nhân nữa nhá. Rồi. Giao cho con chuột này để chăm sóc nó nhá. Nó mất chết to này nó phải tội nó nhá. Đấy. Đây là những con của Bình An này là con ba màu, là gọi là tam thủy, trắng vàng đen. Đấy, một cái lồng như này mà như mọi người mà muốn cái đấy còn móc sau, mọi người muốn tạo cho trẻ thì mua cái lồng này là khoảng 120 đến 150, mà mỗi một cặp này nó khoảng 400 đến 500, tùy vào màu, tùy vào độ tuổi các bạn nhá. Đây là cỏ này. Đi của đứa nào nhận sách lên đứng ra đây hả? À? Đâu đây nhá, của Bình An nhá, là mã số 01 nhá. Con này nó gọi là con bọ ú, nhớ không? Đấy, nó ba màu rồi đấy, trắng vàng đen. Nào của Như Ý à? Của chị à? Đâu con đặt đâu tên. Đặt tên là gì? Con cà ri à? Cà
cà ri cà chua. Thế Bình An đặt tên cho hai hai con thú cưng của Bình An là tên là gì? Tên, tên là gì? Tên là cà chua. Ừ. Đặt tên là gì khác tên của chị nhỉ? Thế nó đang ăn cỏ. Mickey à? Mickey là con của tôi. Một con là Mickey, một con là Misa nhá. Một là tên hộ như thế nhá. Nhớ không? Nào, như ý, Bình An, Bình An đứng hai bên. Hai bên này chụp ảnh. Đứng lên đây, đứng kia nào. Đứng sang đây. Đấy, đứng lên đây. Nào, nhìn vào máy ảnh kia. Nhìn vào máy ảnh đây này. Nhìn máy ảnh đây này. Hả? À. Nào, ơ, nhìn thẳng vào máy ảnh kia mà. Quay người ra là này. Thế. Nào. Đâu? Ơ, cười cười lên xem nào. Hả? À. Ơ, cười nhìn thẳng máy ảnh kia mà. Hôm qua diễn văn nghệ nào mà. Đấy. Bây giờ giao nhá. Bây từ hôm nay là không chơi máy tính, không chơi điện thoại, không chơi tivi, xem tivi YouTube nữa nhá. Đấy, đau của đứa nào đứa sách thì cất đi xem nào. Thầy chuông đỡ không cho em. Đấy. Thỉnh thoảng lúc nào nó hết lúa thì cho lúa vào, cho cỏ vào cho nó ăn nhá. Tí nữa lấy cái móc treo vào đây. Đây, móc treo lên tường đi. Treo vào vị trí cũ đi. Đấy, đang rút cỏ ăn này. Con vừa làm gì đấy? Con vừa cho nó ăn gì đấy? Đâu? Ngồi xuống xem nào. À, thế là con chăm sóc nó à? Con có yêu thích nó không? Yeah. Hàng ngày con chăm sóc cho nó ăn, cho ăn cỏ, cho ăn lúa nhá. Không được xem siêu nhân nhiều nhá. Sách đi, sách để ra ngoài đây cho này để. À, nó lạnh à? Không, nó chết rét đúng không? Ờ, kéo cửa. Đúng rồi. Con giỏi đấy. Okay. Ôi, đấy, gửi bạn Tuyết Cherry này. Tuyết Cherry mua cho con chơi. Thì nó có nhiều màu lắm. Ví dụ như bạn có thể lấy cái màu trắng. Trắng vàng, trắng đen vàng hoặc trắng đen đây, như trắng đen vàng này hoặc là trắng đen này hoặc là trắng tinh này, gần như trắng tinh hoặc là đen xì cũng có con đen xì mà. Đấy, thì thường là nếu mà chơi cảnh thì nó phải khoang trắng đen này, đẹp này đấy, trắng đen đây như bốn con này, ba con này đẹp đấy. Đấy, trắng đen này, hai con này, hai con trắng đen đẹp này. Đấy, bạn nên lấy những con như này là đẹp này. Đấy. Đây này. Đấy. Con trắng đen trong này đẹp này. Đấy. Nó ăn thì nó chỉ ăn lúa, mới ăn gạo, mới ăn bánh mì, mới ăn những cái thứ cộng rau cộng quả thừa thôi nhá. Đây, con trắng đen này rất đẹp này, hai con này, một trong hai con nhá. Ok. Các bác, đây là một cái người mẹ là mua hai con chuột cho con trai để làm cảnh. Đấy. Thì yêu cầu là một con có ba màu, màu vàng, màu đen và màu trắng. Một con màu trắng và màu vàng. Thì do con trai cũng nhìn thấy bạn bè của mình có con vật cưng và cậu con trai này cũng hay xem điện thoại, tivi, nên ra là người mẹ thấy là cậu con trai cũng muốn đòi giống bạn có con một con thú cưng để nuôi, để lấp trống cái thời gian để mà không nghiện công nghệ điện thoại, công nghệ tivi nữa. Thì đã yêu cầu mẹ mua và mẹ đã quyết định chuyển khoản cho bên mình để mua hai chú chuột cảnh này.
và mình làm cái clip này để làm kỷ niệm gửi lên cho các bạn muốn cai nghiện, cho các cháu nghiện TV, internet, nghiện wifi, nghiện điện thoại, thì đây cũng là một cái cách để cho các cháu có những cái yêu thương đối với những động vật thú cưng xung quanh nhà, và có cái không gian để mà lấp trống, không tập trung vào cái thế giới internet nữa. Đấy, thì các bạn thấy là mình trước khi chuẩn hôm nay là 19 tháng 12. Bên mình thì đây là cái lúa này. Mình cho lúa vào trong. Lúa. Thì mỗi một con mình đựng vào một ngăn và có ô thoáng. Đó. Đây là gửi về Ân Thi Hương Yên. Đó. Thì còn cái thông tin thì các bạn, đây là cái thông tin chính thống của cái kênh Chim Cú Gáy Hay. Có bán cả con chuột giống. Đấy. Ở đây mình xuống khu vực trang trại, chuồng nuôi để mình bắt những chú chuột đó để gửi cho cậu con trai của người mẹ. Thì ở cái nguồn thức ăn thì chúng có thể ăn những cái mẩu bánh mì hoặc là những cái vỏ quả củ cà rốt, hoặc là lúa, hoặc là gạo, hoặc là đây những cái lá cỏ này. Đấy. Đấy. Thì chúng rất là đáng yêu thôi. Nó rất là sạch sẽ. Đó. Nó đang ngủ đất ở dưới này này. Ấy, nó đang ngủ. Đấy. Mình sẽ gửi cho bạn ấy một con đây. Rất là nhanh. Rất là đáng yêu. Đó. Nhiều. Đó, thì đây là những con màu sắc rất là đẹp. Đấy. Các bạn trẻ thân mến, các bạn trẻ có thể làm bầu bạn với những chú chuột này. Nói rõ với các bạn là nó không bao giờ bị cắn nhá. Các bạn sờ thoải mái luôn này. Đấy. Nhưng mà khi các bạn về các bạn nuôi thì các bạn phải để ý rồi nhá, tại vì là nó phải được thuần, các bạn phải sờ nhiều vào, nhưng mà phải để vào trong cái sọt như thế này thì dần dần nó sẽ thuần. Các bạn nên để vào những cái sọt như thế này, hoặc là mua những cái sọt hoa quả, hoặc là các bạn làm cái lồng nào đấy, nhớ là khi các bạn bắt ra là các bạn phải để như thế này thì nó mới. Đây là những chú rất là đẹp. Đấy. Con này là theo yêu cầu của bạn ấy là ba màu. Đấy. Vàng, trắng, đen. Đấy. Con này là trắng vàng. Trắng vàng, đấy, rất là đẹp. Đấy. Loại này nó rất là thân thiện thôi. Không không không, nó không cắn nhá. Không có hôi hám gì cả. Các bạn nuôi thì chỉ cần một cái lồng hoặc là một cái sọt nhựa. Nhưng mình nói rõ là các bạn nhớ là đừng để nó sổng mất. Khi nào mà các bạn thuần hóa, nó quen rồi, sờ vào người nó đã quen rồi thì các bạn mới cho rơm vào, cho cỏ. Hả? Đây, trắng đen vàng như thế nào rồi. Xong rồi. Đấy. Yên tâm, nó không cắn nhá. Ồ, cho nó thích. Nó luôn. Con nhỏ cho nó thích. Để con nó chơi.
thông tin đây. Dán cửa. Đó. Bà này đã chuyển khoản trước rồi nhé. Ok, xong đơn này của các bạn này. Còn mấy cái đơn này thì xem này. Người này gửi về Hà Nội này. Hà Nội. Đơn này gửi về Bắc Ninh, Yên Phong Bắc Ninh. Đơn này gửi về Ngọc Lạc Thanh Hóa. Thanh Hóa thì mai gửi đi. Sáng mai gửi Thanh Hóa. Ba Bể. Bắc Cạn. Gửi bây giờ đấy, anh gửi bây giờ. Ừ. Ngã tư gạch. Ok. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm.